Hơn 20 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2022, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nam dân quân tự vệ này đang điều tiết giao thông vào giờ cao điểm trước khu vực cổng một trường học trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp. Thời điểm này, trời đang mưa. Sau đó, một người đàn ông trung niên xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân. Trong lúc cự cãi, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến nam dân quân tự vệ gục tại chỗ và tử vong. Người đàn ông bỏ lại xe máy rời khỏi hiện trường. Một nguồn tin phóng viên báo Thanh Niên cho biết, nạn nhân tử vong, năm nay 21 tuổi, là dân quân tự vệ phường 14 thuộc quận Gò Vấp. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.